khó thở, đau tức ngực là những gì mà Nhi đối mặt mỗi ngày trong suốt một năm qua. Em bị u trung thất, sarcoma bao hoạt dịch hiếm gặp ở trẻ em. Con có nói là con cũng đã biết được phần nào rồi mẹ. Con cũng biết các bác sĩ gọi ca là gì. Khối u của con nó quá to, nó đã chèn không gây ra cái khó thở cho con, con không thể xạ được vì nó quá nguy hiểm. Không thể xạ trị, Nhi phải truyền hóa chất để thu nhỏ khối u trước khi phẫu thuật loại bỏ. Truyền hết phác đồ 1 nhưng khối u của em vẫn phát triển. Các bác sĩ đã phải hội chẩn cùng các chuyên gia nước ngoài tìm ra phác đồ mới cho em, truyền dài ngày hơn, thuốc nặng hơn nhưng hiệu quả hơn. Tuy vậy, việc sử dụng thuốc ngoại đắt tiền, bảo hiểm lại không chi trả. Bảo hiểm chi trả cho con được 80%, đó thì cũng đỡ rất nhiều. 20% gia đình chi trả cũng tương đối là khoảng hơn 200 triệu. Từ phác đồ thứ hai thì cái bảo hiểm con không được chi trả nhiều, mà con phải hoàn toàn là thuốc hóa chất con phải tự túc bên ngoài. Mỗi đợt điều trị cho con nó rơi vào khoảng hơn 20 triệu một chút. Trong một đợt 14 ngày, bạn phải truyền trong vòng 5 đợt. Những ngày yên bình ở nhà của hai mẹ con sau một tháng cách ly trong bệnh viện ca vì Covid-19. Dù vẫn chưa hết phác đồ thứ hai, nhưng Nhi giảm hẳn khó thở và đau ngực. Em bớt bệnh, hai mẹ con vui hơn, nhưng trước mắt vẫn là những đợt điều trị mới. Bởi vì là bình thường là truyền của con đã 14 ngày rồi, xa nhà rồi nên là con rất là nhớ nhà. Đợt này thì con khỏe hơn mà không còn các triệu chứng như vậy nữa rồi ạ. Nên con cũng vui hơn ạ. Dịch bệnh còn kéo dài thì mẹ thì phải nghỉ làm từ lúc mà con bị bệnh rồi, thì cái khả năng chi trả này gia đình cũng nghĩ là tiến tới cũng rất khó và lo lắng là trong thời gian tới. Thương mẹ, quyết tâm trị bệnh của Nhi càng lớn hơn, cô bé cũng cố gắng tham gia các hoạt động. Nhi thích hùng biện và mơ ước trở thành một MC. Em mong muốn mỗi người dân Việt Nam luôn tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nghị định nghị quyết của Chính phủ, cùng nhau chung tay chung sức để mau chóng xóa tan dịch bệnh, để những bệnh nhi như em tiếp tục được quay trở lại điều trị.